Cầu Long Đại Bắc qua sông Tắc nối hai phường Long Bình và Long Phước của thành phố Thủ Đức sẽ thi công và hoàn thành trong năm 2023, sau khi toàn bộ mặt bằng dự kiến bàn giao vào tháng 11 năm 2022. Dự án nâng cấp cầu Long Đại được phê duyệt hồi tháng 10 năm 2015, tên cũ là dự án Phước Thiện. Hồi đầu năm, công trình được phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2022. Cầu Long Đại khởi công hồi 2017, đạt 65% tổng khối lượng rồi ngừng thi công từ 2019 đến nay do người dân không đồng ý với mức giá đền bù. Theo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9, chủ đầu tư dự án, cầu Long Đại có tổng mức đầu tư hơn 353 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng là 203 tỷ đồng, phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 65,7 tỷ đồng. Cầu thiết kế với chiều dài khoảng 765 m, rộng 14 m, dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Bên cạnh đó, dự án xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, các hạng mục phụ trợ, đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với quy mô đường.